xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời quý đạo hữu an tọa. Thưa quý đạo hữu, có được khỏe không ạ? Thưa quý vị, trong những ngày gần đây có nhiều người đã hỏi trực tiếp, có một số người đã gọi điện thoại để tìm hiểu cái điều gì. Thưa quý vị, tìm hiểu về một đời sống xuất gia. Lý do tại sao? Bởi vì những người Phật tử đó nghe tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại thông báo trên đài truyền hình ABC là vào ngày 7 tháng 5 năm 2022 tại Chùa Điều Ngự sẽ có khóa tu xuất gia Diệu Duyên. Và ngày hôm sau là ngày đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566. Cho nên nhiều người muốn tham dự, tuy nhiên cũng có người có những cái thắc mắc, tôi không biết là khi mà tham dự cái khóa tu xuất gia Diệu Duyên như vậy, những hành giả pháp đó có phải bắt buộc cạo tóc hay không? Nó có cạo đầu như là chúng tôi. Và ở Việt Nam thì nếu quý đạo hữu theo dõi trên những cái hệ thống truyền thông đại chúng như là YouTube hay Facebook chẳng hạn, chúng ta thấy tất cả những hành giả phát tâm xuất gia đều cạo đầu, không luận người đó là nam hay là nữ, không luận người đó là già hay trẻ. Có những người chúng ta thấy rất trẻ nhưng đã phát tâm cạo tóc khi tham dự khóa tu xuất gia Diệu Duyên. Như vậy thì vấn đề được đặt ra đây là ở Việt Nam là như thế, còn ở tại Hoa Kỳ sẽ như thế nào? Thưa quý vị, tôi theo mỗi một cái quốc độ. Quốc độ ở đây là xứ sở, là đất nước. Tùy theo vùng, miền, địa phương mà có những cái phương pháp để
có thể thích ứng với cái hoàn cảnh mà đạo Phật đang có mặt. Cho nên trong kinh có dạy rằng là Phật pháp tức bất định pháp, không phải là một cái giáo điều, không phải là những cái nguyên tắc cứng nhắc, mà còn phải có những cái sự linh hoạt. Mà trong thuật ngữ của đạo Phật gọi là phương tiện thiện xảo. Cho nên ở trong hầu hết tất cả những bộ kinh lớn, Đức Phật đều đặc biệt nhấn mạnh đến hai chữ căn cơ. Tùy theo căn cơ của mỗi một chúng sinh mà Đức Phật đã phương tiện thiện xảo khai thị rất nhiều pháp môn, được hiểu là những cái phương pháp để giúp cho chúng ta giải thoát mọi phiền não khổ đau và an trú trong giải thoát niết bàn. Thì ở Hoa Kỳ này, đương nhiên đời sống của chúng ta khác với cái cách mà chúng ta đã từng sống ở Việt Nam, khác nhiều phương diện. Dù chúng ta vẫn bảo lưu những cái giá trị truyền thống đặc hữu của dân tộc, nhưng mà sang ở bên này thì đương nhiên phải thích ứng với cái hoàn cảnh mới, với cái nền văn hóa mới. Đây là một quốc gia của đa văn hóa, đa chủng tộc, thuộc Trung Quốc, Hoa Kỳ. Mà ngay cả ở Việt Nam bây giờ thì thưa quý đạo hữu, cũng có rất nhiều sự thay đổi so với nhiều thế kỷ hay là nhiều thập kỷ trước đây. Trước đây những người đàn ông lớn tuổi thì mặc áo dài, khăn đóng, mang cái đồ guốc. Phụ nữ thì mặc bộ đồ bà ba, mặc những cái chiếc áo dài truyền thống khi tham dự những cái lễ hội hoặc giả là những cái buổi lễ. Còn sang bên này thì hoàn toàn khác, chúng ta không đi guốc, chúng ta cũng ít khi thấy có những cái quốc phục được sử dụng. Thỉnh thoảng thì mình cũng có thấy đó, cái nếp sống, những cái quan niệm sống của chúng ta có những cái thay đổi, có thể nói rằng rất lớn. Do vậy mà để thích ứng với những cái căn cơ của nhiều thành phần khác nhau thì tăng đoàn đã quyết định là tùy theo sự phát tâm của mỗi một hành giả. Hành giả đây tức là những người ghi danh tham dự cái khóa tu xuất gia diệu diện đó. Nếu họ muốn cạo đầu thì cũng có thể đáp ứng, nếu họ thấy rằng là cái hoàn cảnh sinh sống của họ chưa cho phép họ thực hiện cái điều đó thì vẫn tùy thuận, chứ không có bất cứ một cái điều kiện nào như là một cái điều kiện tiên quyết để cưỡng chế bắt buộc ai tham dự khóa tu xuất gia diệu diện đó cũng đều phải cạo đầu. Không, nhưng mà chúng ta cũng phải tìm hiểu thực tế lý do tại sao mà người đi xuất gia phải cạo đầu như thế này. Bây giờ thì cạo đầu trở thành một cái mốt, nhất là của thanh niên, của những cái người nổi tiếng, đôi khi những cái movie star hay giả là những cái nhà mà thể thao chuyên nghiệp rất là nổi tiếng, mỗi ngày dường như họ phải cạo đầu thoa cái một cái chất gì đó nó rất là láng. Nhưng mà mục đích
của những người xuất gia cạo đầu là để hủy hoại những cái hình tướng cái mà con người rất là yêu quý, rất là trân trọng, chẳng hạn như cắt tóc nhiều kiểu tóc mà phải nhiệm nhiều màu sắc tốn kém dữ dội lắm. Họ phải bảo vệ cái mái tóc của họ. Mà người xưa ở Việt Nam chúng tôi thường nghe mái tóc là cái gì thưa quý vị? Là vật của con người. Nhưng mà người xuất gia được khuyên phải vứt bỏ những cái vẻ đẹp ở bên ngoài và tự trang nghiêm những cái vẻ đẹp ở trong tâm hồn, trong nội tâm. Do vậy mà mỗi khi có một ai phát tâm thế pháp hay là nhá kéo hay thương đó, cái người giúp để họ có thể hoàn thành cái lời nguyện của họ, đọc một bài kệ thế trừ thú tù pháp, tức là cạo bỏ râu tóc, đưa nguyện chúng sinh, mà phải cầu nguyện cho tất cả chúng sinh chứ không phải chỉ cầu nguyện cho cá nhân của một người A, một người B nào đó, mà cho tất cả chúng sinh. Và điều đó cho thấy rằng lòng từ bi mà Đức Phật đã khai thị là vô lượng vô biên, không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là vị kỷ mà hoàn toàn vô ngã vô vị tha. Đó là cái lý tưởng của Bồ Tát đạo. Thiếu cái yếu tố đó thì Phật giáo không còn là Phật giáo nữa, mà chỉ là một cái hình thức suông, và đương nhiên là sẽ không có giá trị. Khi mà cạo bỏ râu tóc, đó là cạo bỏ tất cả những cái cấu uế, những cái phiền não, những cái ô nhiễm. Ngoài cái việc vứt bỏ đi những cái mà người đó rất là trân quý, đó là vẻ đẹp của một mái tóc, khuất lên mình một cái bộ áo ca sa ngoại sắc. Bây giờ thì quý vị thấy có nhiều màu sắc quá, có thể là quý vị nêu lên một cái câu hỏi lý do tại sao. Nhưng mà ở một cái thời điểm thuận tiện khác thì chúng tôi sẽ chia sẻ, bởi vì hôm nay thì không có thời giờ. Trở lại cái câu hỏi là người phát tâm tham dự khóa tu xuất gia nhiều duyên sẽ được tổ chức ở tại chùa Điều Ngự có phải bị bắt buộc cạo tóc hay không? Thì câu trả lời ở đây là không. Do vậy mà nếu quý đạo hữu nào muốn phát tâm tham dự, không phải lo là mái tóc rất là đẹp, rất là cưng quý của mình đã bị cắt bỏ. Một câu hỏi khác là bạch thầy, như vậy thì có khó khăn quá không? Thì câu trả lời ở đây đương nhiên là khó, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là quá khó khăn đến cái mức độ mà chúng ta không thể thực hiện được. Ở tại chùa Diệu Pháp này, trong suốt gần 4 thập niên qua, mỗi tháng nhiều người về chùa để tập sống đời sống của một người xuất gia. Qua cái khóa Thọ Ba Quan Tra, 2 năm nay vì cái sự đe dọa của Covid-19 cũng như là những cái biến thể của nó, cho nên chúng ta tạm dừng. Thọ Ba Quan Tra thì chỉ phát tâm thọ trì tam giới, nhưng những người phát tâm xuất gia gieo duyên ở cái truyền thống của Đại Thừa thì thọ 10 giới, tức là sa di thập giới, 10 giới của những vị sa di. Ở truyền thống Nam Tông, tức là Nguyên Thủy, thì có một số tự viện khi mà phát tâm xuất gia gieo duyên mà cho thọ đại giới, tức là 227 giới, là giới tỳ kheo. Còn ở trong Đại Thừa Phật giáo là 250 giới. Nhưng mà với cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa thì những người phát tâm xuất gia gieo duyên chỉ thọ 10 giới sa di. Mà nếu giữ được 10 giới sa di thì đó cũng là một bậc thánh rồi. 5 giới mình thấy cũng là một cái sự đóng góp vô cùng lớn lao đối với cả thế giới nhân loại này. Bởi vì sao? Bởi vì thế giới này sẽ không có chiến tranh, không có
tội ác, tất cả những cái tệ nạn xã hội không có lý do để có mặt. Đó là một cái thực tế mà nếu mà chúng ta đi sâu vào đời sống của những người xuất gia thì không ai có thể phủ bác được. Cho nên có một số lần chúng tôi thưa Đạo Phật chủ trương lấy con người làm trung tâm điện để giáo hóa, bởi vì con người tốt thì xã hội mới tốt. Bởi vì con người là cái đơn vị căn bản để từ đó hình thành một cái đơn vị gia đình, một cái xã hội nào đó. Mà trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó, tăng đoàn được xem như là một cái mô hình dân chủ tiêu biểu nhất. Và ngày hôm nay những cái nhà học giả lớn của thế giới cũng đã có một cái kết luận rằng là nếp sống của tăng đoàn là một thể chế, là một mô hình dân chủ lâu đời nhất trên thế giới hiện nay. Vì không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là độc tài tuôn trì, tất cả đều căn cứ ở nơi ca pháp yết mà. Mỗi một Phật sự, mỗi một vấn đề được nêu lên cần phải có cái sự đồng thuận, mà đồng thuận ở đây là đồng thuận tuyệt đối, chứ không phải là 2/3, không phải là quá bán, mà là tuyệt đối. Tôi lấy một cái thí dụ, Đại lễ Phật Đản tại chùa Diệu Pháp của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày rằm tháng 4 năm nay, tức là ngày 15 tháng 5. Khi mà đưa ra cái thời gian thì cái người chủng tòa hay là cái người thuyết trình còn phải nêu lên 3 lần. Nếu toàn bộ những người tham dự cuộc họp đó không có ý kiến gì, im lặng thì mới được thông qua. Còn nếu có một cái ý kiến nào đó thì còn phải thảo luận một cách rốt ráo cho đến khi nào mà tất cả mọi người đồng thuận thì lúc bây giờ mới quyết định chọn cái ngày đó để tổ chức Đại lễ Phật Đản. Đây chỉ là một cái thí dụ trong vô số thí dụ thôi, tất cả những cái Phật sự dù lớn hay nhỏ, tùy theo những cái mức độ quan trọng hay không quan trọng mà có những cái pháp yết mà cần phải thực hiện. Ngày hôm nay thì rõ ràng ở nơi này nơi kia giáo pháp yết mà không còn ứng dụng một cách nghiêm túc, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là nó hủy hoại tất cả những cái nền tảng. Sở dĩ không ứng dụng một cách nghiêm túc là một thiểu số không ý thức rõ về cái sức mệnh thiêng liêng cao cả của mình. Còn hầu hết thì đều hết lòng tuân phụng vì thấy ra được cái giá trị truyền thống bất khả tư nghị của một nếp sống rất là hòa hợp. Hòa hợp ở đây có nhiều người sau này nghe nói như vậy thì ngại lắm, bởi vì có những cái tuyên truyền cho rằng hòa hợp hòa giải không vậy. Thực ra cái từ ngữ hòa hợp đã được sử dụng hơn 2600 năm trong Phật giáo của chúng ta qua cái pháp lục hòa kính. Hay chẳng là có một số những cái từ ngữ mà ngày hôm nay có nhiều người ngộ nhận, chẳng hạn như sau năm 1975 người ta thường nói đến cái chữ giác ngộ, giác ngộ như là một cái sự lạm dụng. Nhưng mà cái từ ngữ giác ngộ đã được sử dụng trên 2600 năm rồi. Thành chúng ta không ngần ngại nếu mà chúng ta nghe người ta nói rồi mình vứt bỏ những cái thuật ngữ của Phật giáo, cuối cùng Phật giáo sẽ
trở thành nghèo nàn, nhà như thế này, nhà như thế khác. Phải hiểu rất là cụ thể thì chúng ta mới duy trì được một cái đức tin trong sáng và vững chắc như là kim cang bất hoại, nhất là giữa một cái bối cảnh xã hội mà làm người có nhiều cái sự trao đảo, có nhiều cái bất an, có nhiều sự thay đổi, trong đó có đức tin. Do thiếu chánh kiến, do không có một cái sự hiểu biết căn bản đối với Phật pháp, thì ở đây nó trở lại câu hỏi xuất gia như vậy có khó khăn không? Thưa quý vị, khó nhưng mà không phải quá khó. Một ngày nếu mà chúng ta tu tập ở một cái tinh thần rất là an lạc, rất là giải thoát, chúng ta thấy rằng là sau khi kết thúc khóa tu, mình cảm thấy có một cái gì đó nuối tiếc vì không đủ thời gian để kéo dài cái đời sống của một người xuất gia phạm mặt. Không phải là một cái gì quá khó, không phải là một cái gì quá khó, mặc dù xuất gia được hiểu là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam vô gia. Ra khỏi cái ngôi nhà của thế tục, ra khỏi cái ngôi nhà của phiền não và ra khỏi cái ngôi nhà của tam giới, tức là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi nãy chúng tôi có thưa đạo Phật chủ trương lấy con người làm trung tâm điểm để giáo hóa. Cho nên nếu mà gia đình quý vị muốn hạnh phúc, đầm ấm, yên vui, phát tâm sống một đời sống của một người xuất gia dù chỉ là một thời gian tương đối ngắn, mình sẽ tạo một cái tác hưởng rất lớn, giúp cho gia đình của mình vốn dĩ có nhiều cái bóng đèn trở thành một cái mái ấm hạnh phúc đích thực. Cho nên cái chủ trương trong người của người xưa đó rất là quan trọng. Của một người rất là nổi tiếng có tên là Quảng Trạch, ông là tướng quốc của cái thờ vua Tề Hoàng Công ở cái thờ mà trước Đức Khổng Tử 200 năm, thời Xuân Thu chiếm quốc. Ông có đề xuất ra cái khái niệm nhất niên chi kế mạc như thủ cốc, thập niên chi kế mạc như thủ mộc, trung thân chi kế mạc như thụ nhân, nhất thu nhất hoạch giả cốc giả, nhất thu thập hoạch giả mộc giả, nhất thu bách hoạch giả nhân giả. Có nghĩa là sao? Kế hoạch một năm thì không gì bằng trồng lúa, kế hoạch 10 năm thì không gì bằng trồng cây, kế hoạch trọn đời tức là 100 năm thì không gì bằng trồng người. Trồng một gạt một đó là trồng lúa, trồng một gạt 10 đó là trồng cây, trồng một gạt 100 gạt 100 tức là thu thập gạt hái, trồng một mà gạt 100 đó là trồng người. Đó là trồng người. Nếu mà chúng ta đặc biệt quan tâm, ở đây có nhiều người Việt gốc hòa, chú Diệu Pháp của chúng ta là nhiều người gốc hòa, cho nên khi mà chúng tôi nói về cái văn hóa của người Hoa là quý vị thấy dễ hiểu, phải không ạ? Gần gũi vô cùng quan trọng. Mà cái điều đó đã được Đức Phật chỉ dạy chứ không phải là sau này. Đức Phật chỉ dạy
được ghi ở trong Kinh Hoa Nghiêm: nhân thị tổ thánh. Cuốn người là trên hết, mà cuốn người chỉ có giá trị nếu là cuốn người đúng nghĩa. Cuốn người đó phải được đào tạo. Nếu mà quý vị có cái cuốn xây dựng cái cẩm nang chúng tôi xuất bản năm ngoái, xây dựng một tổ chức bất vụ lợi hay là phí lợi nhuận, giả là từ viện, trong đó có một cái kế hoạch về nhân sự, đào tạo nhân sự. Bởi vì trong tất cả những cái nguồn lực thì cái nguồn nhân sự đóng vai trò hết sức quan yếu, bởi vì nó điều khiển mọi cái nguồn lực khác. Do vậy mà nguồn nhân lực theo ông Watts đó là phải nguồn nhân lực cấp chiến lược. Chúng tôi dịch nguyên vẹn đó là nguồn nhân lực cấp chiến lược. Cái người xuất gia ngày xưa, khi mà ở cái thời đại còn sơ khai nhất là ở xã hội Việt Nam, người ta thường hiểu lầm những kẻ ăn bám xã hội, đặc biệt là sau năm 1975, những người cộng sản cho rằng là tôn giáo là thuốc phiện, vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu về những cái tư tưởng của Phật giáo, nhất là lý tưởng của Bồ Tát Đạo, thì chúng ta thấy rằng là những người tu sĩ của Phật giáo có lười biếng không? Có lao động không? Lao động trí óc chứ. Chứ đâu phải chỉ lao động tay chân. Đóng góp để giúp cho xã hội có được một đời sống đạo đức. Nhờ vậy mà ổn định, nhờ vậy mà thái bình. Nhưng mà không nhận lương của bất cứ một cái cơ quan, một cái chính phủ nào cả. Trong cái tinh thần tự nguyện, tất cả quý đạo hữu cũng vậy, về chùa làm những cái Phật sự cũng trên cái căn bản của sự phát tâm, phát tâm làm công quả. Nhưng mà tất cả những cái công đức cuối cùng đều đem hồi hướng cho tha nhân, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, không giữ riêng cho bản thân mình bất cứ một cái phần dù đó rất nhỏ. Đây là một cái lý tưởng mà phải nói rằng là hết sức là cao đẹp. Cho nên thưa quý đạo hữu, Tổ Quy Sơn, tức là ngài Linh Hữu ở trong cảnh sách có dạy rằng là phù xuất giá giả, xuất phát tiêu siêu phương tâm hình dị tục, thiệu lâm thánh chủng chân nhiếp ma quân. Xuất gia một bước, một bước trong, bước đến phương trời cao rộng, cả hình tướng và tâm thức đều hoàn toàn khác tục, chứ không phải là chỉ khác về cái mặt hình tướng cao đông đất y, mà nhất là tâm. Tâm phải hoàn toàn phạm hạnh thanh tịnh, phải thể hiện được cái nhân cách đạo đức cao trọng. Mà trước hết đó, ở trong cái nấc thang của ngũ thừa giáo là nhân thừa. Nhân thừa hết sức là quan trọng. Tâm hình dị tục, nhờ vậy mà mới làm cho cái dòng giống Phật mỗi ngày một hưng thịnh, thiệu lâm thánh chủng, làm cho ma quân hãi sợ, chấm dứt ma quân. Như thế mới có thể đền đáp được bốn cái ân lớn và cứu khổ tất cả chúng sinh ở trong ba ác đạo. Nói về cái lý tưởng của người xuất gia thì nói cả nhiều tiếng đồng hồ nói cũng không thể đầy đủ, nhất là trong một cái thời gian quá ngắn như thế này. Cho nên chúng tôi phải trở lại những cái câu hỏi để giúp cho quý vị tháo gỡ những cái thắc mắc. Nếu mà quý vị nghĩ rằng là mình sẽ bị cạo đầu, hoặc giả là mình sẽ phải đối diện với những cái thời khắc khó khăn, cho nên
không dám ghi tên để tham dự. Quý vị không bắt buộc phải cầu đó. Và cái đời sống xuất gia mặc dù khó, bởi vì nó không có buông lung, không có phóng thể, không có giải đại như là một cái đời sống bình thường, nhưng mà không phải là quá khổ cạnh. Đó là những cái thời khắc mà giúp cho chúng ta thánh lực, giúp cho chúng ta làm mới lại chính mình. Mà muốn làm mới xã hội thì trước hết bản thân của mình phải làm mới. Cách đây mấy ngày, hôm thứ Năm, chúng tôi tham dự một cái buổi lễ, trong đó hình thành cái thư viện của một nhà học giả nổi tiếng Phật giáo, đó là giáo sư Lancaster. Thì có một cái vị đại diện của tiểu bang California, chúng tôi quên tên, được mời lên phát biểu. Chúng tôi rất là tâm đắc với cái lời phát biểu của ông ta. Ông ta nói rằng là cái vấn đề giáo dục là một vũ khí hàng đầu trong tất cả những cái loại vũ khí tối tâm trên thế giới. Dù là từ xưa cho đến nay, giáo dục là một cái loại vũ khí, để từ đó có thể thay đổi cả thế giới. Cái vai trò của giáo dục rất là quan yếu, mà Đạo Phật được xem như là một cái hệ thống giáo dục. Cho nên khi mà quý vị phát tâm tham dự của tu xuất gia vô duyên, quý vị đang làm mới lại chính mình, đang tự trang bị cho mình một nền giáo dục. Mà ở đây có nhiều bài viết chúng tôi đã đặc biệt nhấn mạnh là một nền giáo dục tôn giác. Tôn giác ngoài cái việc tôn nghiêm cao hơn, một nền giáo dục tôn giác. Tôn giác tức là chỉ cho bậc giác ngộ tối thượng, đó là Đức Phật. Mà Phật được hiểu là từ giác, giác tha và giác hành viên mãn, chứ không phải là chỉ làm thế nào nỗ lực tu tập để giúp cho mình giác ngộ, giải thoát sự khổ đau, rồi mình xây lưng với cái nỗi khổ đau của tất cả muôn loài chúng sinh. Mà phải tự giác, giác tha và giác hành viên mãn, tham dự vào một cái nền giáo dục tôn giác, nó sẽ chẳng những mang lại cái lợi ích vô cùng lớn lao cho bản thân quý vị, cho gia đình quý vị, mà còn có khả năng đóng góp vào tiến trình thành hóa chung của thế giới nhân loại. Chính vì thế mà xin quý đạo hữu chớ ngần ngại hay phát tâm ghi tên tham dự của tu xuất gia vô duyên, sẽ được tổ chức tại chùa Điều Ngự vào ngày 7 tháng 5 tháng tối của năm nay, tức là năm 2022. Kim đồng hồ đã chỉ 11:30, do vậy mà chúng tôi không thể đi xa hơn. Xin kính chúc quý đạo hữu và vô lượng an lạc, phú huệ trang nghiêm và Bồ Đề tâm mỗi ngày một tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.